Bạn có biết tại sao ngày càng nhiều đàn ông không cần phụ nữ nữa không? Lý do rất đơn giản, rất phũ phàng, nhưng rất thực tế. Đàn ông cả đời đều bị tiền bắt cóc, bị ép bởi trách nhiệm. Phụ nữ kiếm được 10 triệu một tháng, có thể tiêu xài thoải mái, có thể dùng số tiền đó để đi du lịch, mà người đàn ông có thu nhập 10 triệu một tháng lại là một kẻ nghèo. Một bộ quần áo đẹp quanh năm không nỡ mua, còn bị vợ phàn nàn, cuộc sống không có phong cách. Đàn ông cả đời đều cố gắng kiếm tiền, cuối cùng thì sao? Tài sản là của con cái, tiền lương là của vợ, để lại cho mình chỉ có sự ghét bỏ vô tận và mồ hôi vất vả. Điều sau đây bạn nghe mới thực sự đau lòng. Khi một người phụ nữ không có tiền, 90% đàn ông sẽ chọn cách kiếm tiền để nuôi họ. Khi một người đàn ông không có tiền, 90% phụ nữ sẽ rời bỏ anh ta. Vì vậy, hầu hết đàn ông chỉ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất một mình. Không ai biết đoạn đường hắn đi qua có bao nhiêu suy sụp và bất lực, và người phụ nữ rời bỏ anh ta vẫn đang hét lên trên khắp thế giới rằng đàn ông không có một điều tốt. Họ yêu người đàn ông chơi với anh ta, nhưng lại làm tổn thương người đàn ông yêu mình. Cuối cùng, đè bẹp người yêu của mình. Đó là sự thật. Liệu có bao nhiêu người hiểu được?